Xin chào các bạn. Dạo gần đây á, thì Nhung nhận được rất là nhiều câu hỏi về việc là mình có tuyển du học sinh để sang Nhật học về điều dưỡng, làm điều dưỡng hay không. Thì mình rất là bất ngờ, tại vì mặc dù là mình làm cho công ty tuyển dụng nhưng mà không có phải là tuyển dụng mà đi về Việt Nam, tại vì mình chỉ tuyển ở Nhật thôi. Xong rồi mình không biết là từ đâu mà có xuất hiện nhiều cái thông tin như vậy. Thì sau khi mà hỏi kỹ hết các bạn thì mình mới phát hiện ra là có một cái kênh Facebook giả mạo mình. Cái kênh Facebook này cũng ghi tên như mình, lấy hình như mình, Đặng Hồng Nhung, mở ngoặc JB Viva luôn, nên có thể nói là không biết đường nào mà lần luôn. Rồi á hả, re-up lại video của mình, xong rồi mình post hình nào thì cũng post hình đó, re-up video cứ như vậy, và thi thoảng thì sẽ xen kẽ những cái về tuyển dụng, đi làm điều dưỡng, du học điều dưỡng Nhật Bản, xong rồi tuyển tùm lum tùm la hết luôn. Và mình thấy là có rất là nhiều bạn không biết và cứ nghĩ rằng là đây là cái thông tin của mình. Mình cực kỳ bất ngờ luôn, một lát hồi phải report báo cáo cái con người này. Thì thật sự là nhìn vào không biết đường nào để phân biệt luôn. Thì cái hình nền nguy trang của mình thì mình phải xác nhận lại với các bạn thôi. Thì cái đây là cái Facebook mình sử dụng để mà liên lạc với mọi người. Thì tên là Nhung Đặng, không có ghi thêm cái gì hết. Còn hình ảnh thì bây giờ mình cũng không biết làm sao luôn, tại vì bạn đó cũng copy up lại hình ảnh y chang luôn. Thậm chí thí dụ như phần giới thiệu đúng không, thì mình thì đang quản lý cái trang Vietnamese Living in Japan của mình, thì để mình mở ra cho các bạn xem. Thì nói chung là cái trang của mình nó cũng hoạt động được gần 2 năm rồi, nên nó cũng có gọi là có thông tin. Chứ còn sau này khi mà người ta giả mạo được một thời gian lâu rồi á, cái trang của người ta nó cũng đầy đủ thông tin luôn, thì mình cũng không biết làm sao để cho mọi người phân biệt luôn. Thì cái này là cái trang của mình, cái kênh của mình là Vietnamese Living in Japan, rồi jbviva.com là cái đuôi của nó. Thì giờ mình cũng không biết làm sao để giúp các bạn phân biệt luôn. Cái con người này cũng bày đặt quản lý một kênh Vietnamese Living in Japan, nhưng mà mở ra thì các bạn biết liền là giống như là kiểu giả mạo á, nên vẫn chưa có thông tin gì hết. Và đặc biệt là bạn này đến từ Hà Nội, nhưng mà thông tin á, thì sẽ ghi là đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cũng sống tại Ichikawa y chang mình luôn. Nói chung là giả mạo rất là hay ho. Mình nhìn vào mình bất ngờ luôn, coi như là nó y chang kênh của mình luôn á. Mình thấy tất cả hình ảnh gì của mình thì nó cũng y chang như vậy luôn, không biết đường nào mà lần hết á. Rồi bây giờ kênh của mình á, cái phần giới thiệu, để mình mở sang phần giới thiệu, thì đây mình sống tại Chiba, đang quản lý cái kênh này, và mình chỉ đặt kênh YouTube của mình chính ở đây thôi. Còn như cái con người này á thì học tại trường OG nào đó, xong rồi lấy cả kênh website của mình luôn, mình cũng bất ngờ ghê luôn á. Cái website của tôi, đứa con tinh thần của tôi đây, cái kênh jbviva.com này á, là kênh của mình, và mình không có post bất kỳ một cái gì liên quan đến tuyển dụng hay là liên quan đến tuyển du học sinh, thực tập sinh gì trên trang này hết. Trên trang này chỉ là chia sẻ thông tin kiến thức về Nhật thôi. Thì còn cái kênh việc làm now.com này là chắc của cái con người này. Mình nghĩ rằng là người ta đã trá hình như vậy, lấy thông tin của mình làm ảnh hưởng đến danh dự mình như vậy á, thì mình nghĩ rằng cái kênh việc làm này nó cũng sẽ là lừa đảo thôi. Đây một đống video của mình. Nên mình nghĩ rằng là bạn nào mà xem được video clip này á, thì mình hy vọng là các bạn giúp mình chia sẻ để cho những cái bạn đi sau không có bị lừa. Chứ giờ mình phát hiện ra thì mình thông báo các bạn, chứ sau này người ta còn nhiều thủ đoạn tinh vi hơn thì mình cũng không biết đường nào mà lần nữa. Rồi mất công tội nghiệp mình, các bạn lại nghĩ rằng là mình lừa đảo các bạn sang Nhật rồi lại bắt các bạn làm những việc thế này thế nọ nữa, trong khi thì đó không phải là mình. Khổ tâm quá trời luôn. Hiện tại thì mình thấy là kênh của mình nó khác được kênh kia cái là nói chung là mình cũng cũng làm kênh cũng lâu lâu rồi á, nên bây giờ Facebook của mình á thì không biết sao không có thêm bạn bè được. Tại vì mình bị đạt giới hạn lời mời kết bạn rồi, nên không thể nào chấp nhận thêm được. Bây giờ chỉ có thể theo dõi thôi, chứ không có kết bạn được nữa. Giờ mình có khoảng 5.000 người theo dõi á. Còn bạn này,
bản thân mình nhiều khi còn không biết trang nào là trang nào luôn. Trẻ mệt. Bạn này thì chưa có gì. Thì đó, nói chung là cái kênh này là cái kênh hoàn toàn giả mạo. Mình sẽ báo cáo kênh này. Các bạn giúp mình chung tay giúp mình báo cáo để cho những cái kênh trá hình giả mạo này họ họ không còn đường sống, chứ không cứ như vậy hoài rồi cái mình bị ảnh hưởng danh dự. Mà ý là lần này mình coi như có thời gian rảnh nói chuyện với bạn này bạn nọ mình mới phát hiện ra, chứ bình thường mình bận rộn á không để ý không phát hiện ra. Thì biết bao nhiêu bạn đã nộp đơn đăng ký vào trong đó để đi du học, thì mình thấy là cái việc đó vô cùng nguy hiểm luôn. Nói chung là cái hành động này là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Cái này phải nói là đánh cắp sản phẩm trí tuệ, đánh cắp nhân dạng, đánh cắp thông tin của tôi. Bạn nào mà xem được video này á, thì thứ nhất là giúp mình report cái kênh này nữa. Thứ hai á, là giúp mình chia sẻ cái video này để cho bạn bè, những người xung quanh của các bạn đừng có bị lừa bởi cái kênh việc làm now.com này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.